Xin kính chào quý vị khán giả. Mời quý vị khán giả theo dõi chương trình thời sự trưa thứ hai ngày 20 tháng 1 của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Cạn. Chương trình thời sự trưa nay có một số nội dung đáng chú ý sau dung chi tiết. Thưa quý vị khán giả, huyện Nari vừa tổ chức lấy ý kiến đóng góp của các đồng chí cán bộ tiền khởi nghĩa, các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện qua các thời kỳ vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Với tinh thần thẳng thắn, cởi mở, tại hội nghị đã có 12 ý kiến của các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Nari qua các thời kỳ góp ý vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ huyện, tập trung vào một số nội dung như báo cáo chính trị cần ngắn gọn, xúc tích, đưa ra giải pháp sâu hơn trong phát triển kinh tế xã hội của huyện, phát triển nông nghiệp hữu cơ, công tác cán bộ, nhất là việc đánh giá, quy hoạch, đào tạo và sử dụng cán bộ, công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, việc thu ngân sách, chuyển dịch cơ cấu lao động từ nông nghiệp sang các ngành nghề khác, vấn đề môi trường, nước sạch, xây dựng nông thôn mới, vấn đề quản lý đất đai, nhất là sử dụng nguồn lực đất đai thật hiệu quả. Các ý kiến đóng góp tại hội nghị này sẽ được tiểu ban văn kiện của Đại hội Đảng bộ huyện Nari tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện văn kiện Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 19, nhiệm kỳ 2020-2025. Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mùng 3 tháng 2 năm 1930, mùng 3 tháng 2 năm 2020 và chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Bắc Cạn đã triển khai kế hoạch tổ chức nhiều hoạt động từ cấp tỉnh đến đoàn cơ sở với chủ đề Tuổi trẻ Bắc Cạn sắt son niềm tin với Đảng. Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn sẽ tổ chức gặp gỡ đảng viên trẻ tiêu biểu, tọa đàm nâng cao chất lượng công tác phát triển Đảng trong đoàn viên thanh niên, tuyên dương đảng viên trẻ tiêu biểu và tổ chức chương trình tuyên truyền ca khúc cách mạng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam với chủ đề Tuổi trẻ Bắc Cạn sắt son niềm tin với Đảng, tổ chức các hoạt động mừng Đảng mừng Xuân Canh Tý 2020, tổ chức học tập chuyên đề về sứ mệnh lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và vai trò của đoàn viên thanh niên xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Qua các hoạt động này nhằm tăng cường công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, tiếp tục phát huy vai trò của tuổi trẻ, góp phần thực hiện hoàn thành các mục tiêu quan trọng trong kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Phát huy tinh thần tương thân tương ái vì cuộc sống cộng đồng, Cục Hậu cần Bộ Công an đã tổ chức nhiều hoạt động dân vận tình nghĩa tại huyện Bắc Nạm. 330 xuất quà gồm áo ấm, nhu yếu phẩm thiết yếu ngày Tết được trao cho các em học sinh, hộ nghèo, gia đình chính sách của các xã Bằng Thành, Giáo Hiệu, Cổ Linh, huyện Bắc Nạm. Riêng tại hai điểm trường Khuỷ Khí và Thôm Niêng thuộc hai xã Bằng Thành, Cổ Linh, đoàn đã tặng 2 máy lọc nước và 50 thùng mì tôm cho thầy và trò điểm trường. Tổng số quà trị giá gần 170 triệu đồng. Chia quà cho các con cháu của mình với lại trong làng bản này nữa, tất cả các em đều được hỗ trợ, rất là vui mừng. Cảm ơn các anh nhiều. Cũng trong dịp này, Cục Hậu cần Bộ Công an đã tiến hành khảo sát xây dựng 2 điểm trường và 1 cây cầu dân sinh để trao tặng nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống Công an nhân dân, 15 năm ngày Hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thăm và làm việc tại Công an huyện Bắc Nạm, Cục Hậu cần đã trao tặng cho lực lượng công an xã 9 chiếc TV trị giá 55 triệu đồng. Hội chữ thập đỏ thành phố Bắc Cạn vừa tổ chức tiếp nhận và trao 35 suất quà Tết trị giá hơn 10 triệu đồng cho hộ nghèo và gia đình chính sách trên địa bàn thành phố do hãng taxi Giang Huế tài trợ. Được biết trước đó Hội chữ thập đỏ thành phố Bắc Cạn đã tiếp nhận hơn 180 suất quà Tết trị giá trên 85 triệu đồng từ tập đoàn Vingroup và các cơ quan đơn vị, các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố để trao cho các hộ nghèo và gia đình chính sách tại địa phương. Hiện nay, bà con nông dân các địa phương trên địa bàn huyện Chợ Đồn đang tập trung cày ải đất, chuẩn bị cho sản xuất vụ xuân năm 2020. Hiện nay, diện tích đã cày ải được gần 60%. Để đảm bảo thời vụ gieo trồng, huyện Chợ Đồn đã chỉ đạo khuyến khích vận động nhân dân thực hiện việc cày ải đất từ trước Tết Nguyên đán. Đến nay, một số xã có tỷ lệ diện tích cày ải đất cao như xã Yên Thịnh đạt trên 80%, Bình Trung 70%, Đông Viên 50%. Các xã Phương Viên, Bằng Phúc tỷ lệ cày ải đất đạt trên 30% diện tích. Vụ xuân năm nay, toàn huyện Chợ Đồn có kế hoạch gieo cấy 1.570 ha lúa. Hiện các địa phương vẫn đang tiếp tục tuyên truyền cho người dân tập trung cày ải để phơi đất nhằm hạn chế mầm bệnh, sâu hại, đồng thời làm cho đất tơi xốp và tăng độ màu mỡ giúp cây trồng phát triển dễ dàng hơn. Thưa quý vị khán giả, trồng rau màu thời gian qua đã mang lại nguồn thu nhập khá cho nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt là dịp Tết, nhu cầu về rau xanh khá lớn. Vì thế mà nhiều hộ dân đã trồng nhiều loại rau phục vụ nhu cầu của thị trường. Thời điểm này, rau đã sẵn sàng xuất bán. Cánh đồng xã Nông Thượng, thành phố Bắc Cạn có nhiều diện tích rau đang phát triển tốt. Nhiều thửa ruộng rau được xuất bán đúng dịp Tết Nguyên đán Canh Tý này. Tuy nhiên, một số người dân cho biết thời điểm này, rau vẫn bán khá chậm. Bà Đoàn Thị Hoa ở thôn Nà Trong, xã Nông Thượng, trồng rau màu đã nhiều năm.
bà luôn duy trì diện tích khoảng 800 mét vuông trồng các loại rau gia vị như rau mùi, diếp cá, rau răm. Theo bà Hoa, trồng rau tốn khá nhiều công chăm sóc. Bà thường quanh quẩn cả ngày ở vườn rau, buổi chiều tối hoặc sáng sớm mang rau đi giao cho các nhà hàng, tiểu thương ở chợ. Thường thì vào dịp cận Tết, lượng rau tiêu thụ đạt khá. Tuy nhiên năm nay, rau bán khá chậm. Tất cả các loại rau năm nay khó bán, được lúc đầu mùa thôi. Gần Tết cũng không lên được, gần Tết kiểu nhiều người làm ấy. Giờ họ cũng chẳng ăn nhiều, đa số là họ cũng giàu, họ cải thiện được nhiều, nên họ bán cũng hơi chậm. So với trồng lúa, ngô, trồng rau màu mang lại hiệu quả cao hơn nhiều, nên nhiều hộ dân đã chuyển các diện tích đất ruộng sang trồng rau. Các hộ đầu tư thêm máy móc, hệ thống tưới tiêu, nhà lưới để trồng rau quy mô lớn, thường xuyên cung cấp sản phẩm ra thị trường. Đặc biệt vào dịp Tết, nhu cầu về rau sẽ tăng hơn nên các hộ dân đã mở rộng diện tích trồng rau của gia đình. Nhiều hộ hướng đến trồng rau an toàn, đáp ứng nhu cầu sử dụng rau sạch của người dân hiện nay. Lót phân gà xong là cô cấy xong là cứ thế nó lên. Cô chả phải phân đâu. Đây là vườn cô thì trồng cà chua thì cô hay dùng thảo mộc. Tức là mình dùng gừng này, tỏi ớt với lại hành để phun sâu. Vào dịp Tết thì cũng giá không thay đổi, cũng như thế thôi. Hiện nay nhiều hộ dân đang thu hoạch rau để bán phục vụ thị trường dịp trước Tết, đồng thời tiếp tục chăm sóc các loại rau để bán sau Tết như bắp cải, su hào, cà chua, súp lơ, rau gia vị, đậu, đỗ. Cùng với việc tăng cường áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, những năm gần đây, việc trồng rau xanh phục vụ dịp Tết đã giúp mang lại nguồn thu nhập đáng kể cho nhiều hộ dân. Đứng hiên ngang trên đỉnh núi Thới Lới, cách mặt nước biển 200 mét, quanh năm chỉ có nắng và gió biển mặn chát, các cán bộ chiến sĩ trạm radar 550 trên đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi không chỉ ngày đêm ứng trực quản lý vùng biển, vùng trời, nắm chắc mục tiêu bảo vệ chủ quyền biển đảo mà còn luôn chủ động khắc phục khó khăn, tích cực tổ chức tăng gia chăn nuôi, góp phần cải thiện đời sống. Ghi nhận của các phóng viên thời sự nhân dịp cùng Bộ Tư lệnh vùng 3 Hải quân ra thăm chúc Tết cán bộ chiến sĩ trên đảo Lý Sơn. Rau xanh mướt như càng nổi bật lên giữa ngàn trùng sóng vỗ. Nắng gắt, gió lớn là những gì mà phóng viên ghi nhận tại trạm radar 550 trên đảo Lý Sơn. Dù trạm nằm trên đỉnh núi, cách mặt biển 200 mét, nguồn nước hạn chế, nhưng đơn vị vẫn duy trì thường xuyên vườn rau xanh với đủ các loại rau, củ quả theo mùa, cung cấp đủ rau sạch cho bếp ăn. Rau xanh trên đảo vừa với điều kiện khí hậu phát triển tốt nhất là rau cải, rau muống. Mình nhốt rau thì bơi sáng sớm là dày tưới cho nó đậm. Khỏi trời này trời nắng mà, nắng khô lên sớm nó chết. Với buổi chiều khoảng chừng như giờ này, là em xuống tưới lần nữa, là cho rau nó lớn bị xanh tốt hơn. Và tại do đây là rau từ mình làm, mình ăn, nên là đảm bảo rất tốt cho bộ đội. Với lại là nhưng nói chung những thứ do mình làm ra, thì là mình cần phải lo lắng như do thuốc men hay là làm gì hết. Cùng với việc trồng rau, cán bộ chiến sĩ trên đảo Lý Sơn còn chủ động tổ chức chăn nuôi gà, lợn và cả bò để cải thiện bữa ăn. Kết quả tăng gia sản xuất đã góp phần nâng cao chất lượng thực phẩm, bảo đảm hậu cần, đời sống của bộ đội, duy trì tỷ lệ quân số khỏe hàng năm đạt trên 99%, đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ. Những năm gần đây, việc trồng rau và chăn nuôi ở Lý Sơn không chỉ bảo đảm đủ nhu cầu sử dụng cho bữa ăn hàng ngày của cán bộ chiến sĩ trên đảo, mà còn cung cấp cho các đoàn công tác dài ngày trên biển khi đến đảo. Địa bàn này thì cái thời tiết rất khắc nghiệt, chỉ tập trung vào những cái tháng cuối năm thì cũng có mưa, mấy cái công tác tăng gia nó mới thuận lợi được. Nhưng mà trong khi đấy dù có khó khăn gì thì anh em ở trạm thì cũng tập trung sau các giờ làm việc thì tập trung tăng gia, thì hàng năm đều đạt và vượt chi tiêu đề ra của trên. Giữa cái nắng, cái gió, cái mặn mòi vị biển quanh năm, những vườn rau xanh tốt, cây trái chữ quả hay những đàn lợn, gà, vịt béo khỏe đã trở thành những hình ảnh bình dị, gần gũi, thân quen, tạo nguồn vui, vơi bớt nỗi nhớ nhà cho những người lính đảo, đồng thời cũng góp phần làm cho các bữa ăn của những người lính thêm đủ đầy, nhất là trong những ngày Tết cổ truyền của dân tộc. Cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi những thông tin thời sự trong tỉnh.